Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi thiên thứ 6. Đức Giê-hô-va ơi, xin chớ nổi thịnh nộ mà trách tôi, chớ sửa phạt tôi trong khi Ngài giận phừng. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin thương xót tôi vì tôi yếu mọn. Lạy Đức Giê-hô-va, xin chữa tôi vì xương cốt tôi run rẩy. Đức Giê-hô-va ơi, linh hồn tôi cũng bối rối quá đỗi. Con Ngài, cho đến chừng nào? Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy trở lại giải cứu linh hồn tôi. Hãy cứu tôi vì lòng nhân từ Ngài, vì trong sự chết chẳng còn nhớ đến Chúa nữa. Nơi âm phủ ai sẽ cảm tạ Chúa? Tôi mỏn sức vì than thở, mỗi đêm tôi làm trôi giường tôi, dầm nó với nước mắt. Mắt tôi hao mòn vì buồn thảm, làng lệch vì cớ cừu địch tôi. Hỡi kẻ làm ác kia, khá lìa xa ta hết thảy, vì Đức Giê-hô-va đã nghe tiếng khóc lóc ta. Đức Giê-hô-va đã nghe sự nài xin ta, Ngài nhậm lời cầu nguyện ta. Hết thảy kẻ thù nghịch tôi sẽ bị hổ thẹn và bối rối lắm, chúng nó sẽ sụt lui lại, vội vàng bị mất cỡ. Chương 13. Cũng lúc ấy, có mấy người ở đó thuộc cho Đức Chúa Giê-xu nghe về việc Phi-lát giết mấy người Ga-li-lê, lấy huyết trộn lộn với của lễ họ. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng: các ngươi tưởng mấy người đó vì chịu khốn nạn giường ấy có tội lỗi trọng hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải. Song nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. Hay là 18 người bị tháp Siloe ngã xuống đè chết kia, các ngươi tưởng họ có tội lỗi trọng hơn mọi kẻ khác ở thành Jerusalem sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải. Nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy. Ngài lại phán thí dụ này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy, bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: kìa, đã 3 năm nay ta đến hái trái nơi cây vả này mà không thấy, hãy đốn nó đi, cớ sao nó choáng đất vô ích. Kẻ trồng nho rằng: thưa Chúa, xin để lại 5 năm nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào, có lẽ về sau nó sẽ ra trái, bằng không Chúa sẽ đốn. Một ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu giảng dạy trong nhà hội kia. Vả tại đó có người đàn bà mắc quỷ ám, phải đau liệt đã 18 năm, cong lưng chẳng đứng thẳng được. Đức Chúa Giê-xu vừa thấy gọi mà phán rằng: hỡi đàn bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bệnh. Ngài bèn đặt tay trên mình người, tức thì người đứng thẳng lên được và ngợi khen Đức Chúa Trời. Bây giờ người cai nhà hội nhân Đức Chúa Giê-xu đã chữa bệnh trong ngày Sa-bát thì giận mà cất tiếng nói cùng đoàn dân rằng: có 6 ngày phải làm việc, vậy hãy đến trong những ngày ấy để được chữa cho, đừng đến trong ngày Sa-bát. Nhưng Chúa đáp rằng: hỡi kẻ giả hình, mỗi người trong các ngươi đang ngày Sa-bát há không mở bò hoặc lừa mình ra khỏi máng cỏ dắt đi uống nước hay sao? Con gái của Abraham này quỷ Sa-tan đã cầm buộc 18 năm, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao? Ngài phán như vậy thì các kẻ thù nghịch cùng Ngài đều hổ thẹn, và cả dân chúng vui mừng về mọi việc vinh hiển Ngài đã làm. Vậy Đức Chúa Giê-xu phán rằng: nước Đức Chúa Trời giống như gì, ta lấy chi mà sánh với? Nước ấy giống như một hột cải, người kia lấy gieo trong vườn, nó mọc lên trở nên cây cối, và chim trời làm ổ trên nhành. Ngài lại phán rằng: ta sẽ sánh nước Đức Chúa Trời với gì? Nước ấy giống như men, người đàn bà kia lấy trộn vào 3 đấu bột, cho đến chừng bột dậy cả lên. Đức Chúa Giê-xu trải qua các thành các làng, vừa dạy dỗ vừa đi thẳng tới thành Giê-ru-sa-lem. Có người thưa Ngài rằng: lạy Chúa, có phải chỉ ít kẻ được cứu chăng?
Ngài đáp rằng: Hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được. Khi chủ nhà chờ dậy, đóng cửa lại rồi, các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu rằng: Lạy Chúa, xin mở cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời rằng: Ta không biết các ngươi đến từ đâu. Bây giờ các ngươi sẽ thưa rằng: Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa, và Chúa đã dạy dỗ trong các chợ chúng tôi. Chủ lại sẽ trả lời rằng: Ta nói cùng các ngươi, không biết các ngươi đến từ đâu. Hết thảy những kẻ làm dữ kia, hãy lui ra khỏi ta. Khi ấy, các ngươi thấy Abraham, Isaac và Jacob cùng hết thảy các đấng tiên tri đều ở trong nước Đức Chúa Trời. Còn các ngươi sẽ bị quăng ra ngoài, là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Lại từ Đông Tây Nam Bắc, người ta sẽ đến mà ngồi bàn ở trong nước Đức Chúa Trời. Này, khi ấy, có kẻ rốt sẽ nên đầu, kẻ đầu sẽ là rốt. Cũng trong lúc đó, có mấy người Pha-ri-si đến thưa Ngài rằng: Thầy nên bỏ chỗ này mà đi, vì vua Herod muốn giết Thầy. Ngài đáp rằng: Hãy đi nói với con chuồn cáo ấy rằng: Ngày nay, ngày mai, ta đuổi quỷ chữa bệnh, đến ngày thứ ba thì đời ta sẽ xong rồi. Nhưng ngày nay, ngày mai và ngày kia ta phải đi, vì không có lẽ một đấng tiên tri phải chết ngoài thành Jerusalem. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các tiên tri và quăng đá các đấng chịu sai đến cùng ngươi. Ghe phen ta muốn nhóm họp con cái ngươi như gà mái túc và ấp con mình dưới cánh, mà các ngươi chẳng muốn. Này, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang. Ta nói cùng các ngươi, các ngươi không còn thấy ta nữa, cho đến chừng nào sẽ nói rằng: Phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Chương 11. Vả cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng. Nhưng khi ở đông phương dời đi, người ta gặp một đồng bằng trong xứ Sinea rồi ở tại đó. Người này nói với người kia rằng: Hè, chúng ta hãy làm gạch và hầm trong lửa. Lúc đó gạch thế cho đá, còn chai thế cho hồ. Lại nói rằng: Nào, chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp chót cao đến tận trời. Ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất. Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống đặng xem cái thành và tháp của con cái loài người xây nên. Đức Giê-hô-va phán rằng: Này, chỉ có một thứ dân, cùng đồng một thứ tiếng, và kia kìa, công việc chúng nó đương khởi làm. Bây giờ chẳng còn chi ngăn chúng nó làm các điều đã quyết định được. Thôi, chúng ta hãy xuống làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, cho họ nghe không được tiếng nói của người này với người kia. Rồi từ đó Đức Giê-hô-va làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất, và họ thôi công việc xây cất thành. Bởi cớ đó đặt tên thành là Ba-bên, vì nơi đó Đức Giê-hô-va làm lộn xộn tiếng nói của cả thế gian, và từ đây Ngài làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất. Đây là dòng dõi của Sem. Cách 2 năm sau cơn nước lụt, Sem được 100 tuổi, sinh A-bát-sát. Sau khi Sem sinh A-bát-sát rồi, còn sống được 500 năm, sinh con trai con gái. A-bát-sát được 35 tuổi, sanh Sê-lách. Sau khi A-bát-sát sanh Sê-lách rồi, còn sống được 403 năm, sinh con trai con gái. Sê-lách được 30 tuổi, sinh Hê-bê. Sau khi Sê-lách sinh Hê-bê rồi, còn sống được 403 năm, sinh con trai con gái. Hê-bê được 34 tuổi, sinh Bê-lét. Sau khi Hê-bê sinh Bê-lét rồi, còn sống được 430 năm, sinh con trai con gái. Bê-lét được 30 tuổi, sinh Rê-hu. Sau khi Bê-lét sinh Rê-hu rồi, còn sống được 209 năm, sinh con trai con gái. Rê-hu được 32 tuổi, sinh Sê-rúc. Sau khi Rê-hu sinh Sê-rúc rồi, còn sống được 207 năm, sinh con trai con gái. Sê-rúc được 30 tuổi, sinh Na-cô. Sau khi Sê-rúc sinh Na-cô rồi, còn sống được 200 năm, sinh con trai con gái. Na-cô được 29 tuổi, sinh Tha-rê. Sau khi Na-cô sinh Tha-rê rồi, còn sống được 119 năm, sinh con trai con gái. Còn Tha-rê được 70 tuổi, sinh Áp-ram, Na-cô và Ha-ran. Đây là dòng dõi của Tha-rê. Tha-rê sinh Áp-ram, Na-cô và Ha-ran.
Haran sinh Lot. Haran qua đời tại quê hương mình, tức là Ur, thuộc về xứ Canđê, khi cha người là Thare hay còn sống. Abram và Naco cưới vợ. Vợ Abram tên là Sarai, còn vợ Naco tên là Minca. Minca và Jitka, tức là con gái của Haran. Và Sarai son sẻ nên người không có con. Thare dẫn Abram con trai mình, Lot con trai Haran cháu mình, và Sarai vợ Abram tức dâu mình, đồng ra khỏi Ur thuộc về xứ Canđê, đặng qua xứ Canaan. Khi đến Charan thì lập gia cư tại đó. Thare hưởng thọ được 200 năm tuổi rồi qua đời tại Charan. Chương 12. Vả Đức Giê-hô-va có phán cùng Abram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Rồi Abram đi theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy, Lot đồng đi với người. Khi Abram ra khỏi Charan, tuổi người được 75. Abram dẫn Sarai vợ mình, Lot cháu mình, cả gia tài đã thâu góp và các đầy tớ đã được tại Charan, từ đó ra để đi đến xứ Canaan. Rồi chúng đều đến xứ Canaan. Abram trải qua xứ này đến cây dễ bột của More tại Sichem, và lúc đó dân Canaan ở tại xứ. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Abram mà phán rằng: Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Rồi tại đó Abram lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là đấng đã hiện đến cùng người. Từ đó người đi qua núi ở về phía đông Bê-tên rồi đóng trại. Phía tây có Bê-tên, phía đông có A-hi. Đoạn người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. Kế sau Abram vừa đi vừa đóng trại lần lần đến Nam Phương. Bây giờ trong xứ bị cơn đói kém, sự đói kém ấy lớn nên Abram xuống xứ Ê-díp-tô mà kiều ngụ. Khi hầu vào đất Ê-díp-tô, Abram bèn nói cùng Sarai vợ mình rằng: Này, ta biết ngươi là một người đàn bà đẹp. Gặp khi nào dân Ê-díp-tô thấy ngươi, họ sẽ nói rằng ấy là vợ hắn đó, họ sẽ giết ta, nhưng để cho ngươi sống. Ta xin hãy xưng ngươi là em gái ta, hầu cho sẽ vì ngươi mà ta được trọng đãi và giữ toàn mạng ta. Abram vừa đến xứ Ê-díp-tô, dân Ê-díp-tô nhìn thấy người đàn bà đó đẹp lắm. Các triều thần của Pharaon cũng thấy người và trầm trồ trước mặt vua. Đoạn người đàn bà bị dẫn vào cung Pharaon. Vì cớ người nên Pharaon hậu đãi Abram, và Abram được nhiều chiên, bò, lừa đực, lừa cái, lạc đà, tôi trai và tớ gái. Song vì Sarai vợ Abram nên Đức Giê-hô-va hành phạt Pharaon cùng nhà người bị tai họa lớn. Pharaon bèn đòi Abram hỏi rằng: Ngươi đã làm chi cho ta vậy? Sao không tâu với ta rằng là vợ ngươi? Sao đã nói rằng người đó là em gái tôi, nên nỗi ta đã lấy nàng làm vợ? Bây giờ vợ ngươi đây, hãy nhận lấy và đi đi. Đoạn Pharaon hạ lệnh cho quan quân đưa vợ chồng Abram cùng hết thảy tài vật của người đi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen.
Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.